mấy. 2 triệu mấy hả? Còn cái kia thì đúng rồi. 370 hả? 370 còn kia mình có 200 rồi. Hiểu rồi. Có hiểu không? Không có. Ở cái này nó thấy ghim điện chổng phải không chị? Em dùng gì? Nghe. Quạt quạt 5 gem hả? Này để ương tôm mà sú ở U Minh Thượng ha. Này năm cho năm chục mét vuông mình ương mười mấy 20 ngày sang ra ở đây khu nuôi nè. Này ở xã An Minh Bắc U Minh Thượng. Đây để thử nghiệm cho bà con nuôi nâng cao cái đời sống. Đó, vậy đó. Đây. Đây mình ương theo quy trình bao lóc. Hù, đã ha. Tôm thả trong này đúng là chạy được 2 dồi được phải không? Chạy dữ này chạy hơn đổ nuôi công nghiệp. Hơn dẹo luôn. Cái này nằm quá im rồi. Ở ăn biên này đi thả chưa? Ăn biên mà nó có lót bạc chưa rồi. Ăn biên mà bên Tây Nga kìa làm đẹp hơn. Có lót bạc rồi chưa? Không biết nhưng mà bữa nó đào quá tôi xuống nó coi nè. Ê, tại con đào đẹp cái bụng. Nhưng mà ăn biên lót bạc chưa rồi. Quá đã luôn. Hả? Gì vậy rồi. Mấy ông này làm thắng lợi rồi tính không? Anh ổng làm đợt này là ổng làm hơi trễ nè. Lúc nếu mình vào phá cá lớn lên vào rồi nó chạy oxy gì mình vào phải được mấy trăm ngàn. Quá lớn rồi. Cứ 4.000 con mét vuông. Nếu mà từ ấy thì 4.000 con là phải về thêm oxy nữa, thêm ống nữa. Bồn này được 200 ngàn hả? 50 mét vuông. Ờ, cỡ hơn cỡ hơn trăm thôi. Hơn trăm ngàn. Trăm chắc ăn thôi. Tại vì cái lượng oxy mình không như vậy. Hôm kia mấy ăn mét mét còn cục không mà. Đi không? Quá hiền. Đi được rồi. Nước cái này chừng cỡ 6 tấc gì? Chuyên ngang. Nếu mà 50 ngàn con nó chạy 2 giòi à, này chạy hơn ao 6 biển. Chị làm này là im luôn đó. Biết bạc mọc phải không? Thế hồi đó giờ chị có làm này chưa? Em không có làm bạc này, có làm ô dèo mà ở ngoài vuông không mà. Mà cũng làm chất lượng lắm chứ không có ấy. Mà có không có làm ở trên bờ cái gì. Theo ý chị làm gì được không? Được. Như ý không? Dạ. Mà đây thả đây là quản lý chỉ luôn á, tại mình muốn bự nữa thì mình xi phong được luôn bộ. Này nó cao mặt nó ruộng mà này xi phong được nha. Đúng rồi, đúng rồi. Con cây lưới đang 200 ngàn. Rồi mình cầm cho bám cây này rồi lấy dây găng. Rồi bữa nào thả? Mùng 7 dưới hả? Bữa nay mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì phải không? Có mấy mùng kia kịp không? Anh thấy sao ông hỏi nó không báo cho trời. Thả mùng 5 đi. Tôm chưa bự. Mùng 5, 14, 23 hả? Ngày đó là thả mấy chúng á. Bây giờ ông đội mùng 7, mùng 4, mùng 5 cho thả được không? Chưa ai làm kịp nha. Em đi chắc tới ngày 14 mới. Ừ, 14 đi. Lắp máy được hết chưa? Thôi ông dời qua 14 đi. Dạ, em mới đi lấy 14 đi ngày. Qua chắc tối à. Cái gì vậy? Bữa nay mất làm người ta ngày nó chưa có được lắp nữa. Rồi có cái quy trình đó này dễ mà. Thì bơm nước vô rồi thả. Không làm gì là quá im rồi đó. Chưa lắp đặt ống gì. Lắp đi hồi lắp những cái hồi nhiêu. Có nhiêu đó mà.
Đây. Mấy ông đó đừng có được cái máy đi cho. Cái nước mình đi lấy trước đi. Máy đâu đây, lắp coi. Thấy cái nước giờ nó 7 độ, nước giờ nó ok rồi đó. Ok, lắp máy đã thôi. Thả đi, thả hãng lượng chứ thả trước sau rồi tôm. Thì cái máy này có gì đâu ông làm gì em. Đâu có cái gán chạy ông này thì ông gắn ống ông chụp xuống thôi chứ có gì đâu. Máy nó thử gọi chân. Bữa đó về bữa cho ai mà có một chủ ai đợi. Được, đổ lại. Cái này như đây thả 50 ngàn hả? 50 ngàn này thả chị hai một hai giòi à. 40 ngàn. 40 ngàn. Xuống đây dắt lên 100 ký luôn á. Này thả 100 ngàn được nữa. Anh này anh thiện chê đẹp gì luôn nè. Cái này anh này mình để chừng 2-3 hàng cây nữa ha. Cái mình lấy dây gân bự kéo ngang treo chơi cây lý lan ha. Cái này mấy trăm ngàn. Cây 200 ăn thua anh mua cây mấy khổ nữa, mấy mét khổ. Vậy thì anh nó có khổ bự không? Súng xuống rồi thả xuống xuống rồi mua đâu? Tôm CB. CB hả? Hôm nay chơi dữ dữ không ơi. Còn bên kia thả Việt Úc á, 110 đồng á. Việt Úc 110 đồng hả? Còn chỉ nó buồn thêm 10 đồng con. Chỗ ông ba dân thả thôi 10 đồng con. Ở đây chỉ con 100 đồng hả? Việt Úc hả? Ở đây có ổn 1 đồng, ở đây con 100 đồng hả? Rồi thả cua chưa? Cua nè. Đem thả đi. Đứng sau lưng anh đó. Đem thả đi. Trời ơi thằng hội nó hỏi đụng sao qua không thôi đó. Nó cho cái vợ mình đem qua nó giờ nó gọi chứ thử á. Rồi tôm anh nó mùng 7 mà thằng hội nó không có điện đại trên trời. Không mở ra con cua coi. Mùng 7 có rồi máy điện thoại mất mẹ rồi. Đủ cái này hết. Hả? Má là mất rồi.